Xin chào các bạn đang xem thông tin thị trường ô tô xe máy Việt Nam trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Những điều khách hàng nói thật về xe điện VinFast, trải nghiệm vượt trội về sức mạnh động cơ, tính năng thông minh cùng chi phí sử dụng rẻ. Chế độ bảo hành tốt nhất thị trường là những lời nói thật người dùng dành cho xe điện VinFast trong cuộc thi lái xe xanh, dinh rồng vàng. Từ xe xăng lên xe điện như chuyển từ cục gạch sang smartphone. Cuộc thi lái xe xanh, dinh rồng vàng do VinFast tổ chức đang nhận được nhiều thảo luận sôi nổi của cộng đồng người dùng VinFast. Đó là những câu chuyện người thật, việc thật do chính những người trực tiếp trải nghiệm và cầm lái ô tô VinFast chia sẻ, phản ánh giá trị thật ô tô điện Made in Việt Nam mang đến cho khách hàng. Trong video chia sẻ về trải nghiệm sử dụng chiếc VinFast VF8 sau khi chạy được 24.000 km, anh Trúc Liên Kế, thành phố Hồ Chí Minh đánh giá việc chuyển từ xe xăng sang xe điện giống như nâng cấp từ điện thoại phổ thông sang smartphone. Trước kia dùng xe xăng giống như điện thoại cục gạch và giờ xe điện như smartphone. Giờ để chọn giữa điện thoại phổ thông và smartphone thì chắc chắn chọn điện thoại thông minh. Với mình, VF8 đáp ứng rất tốt các yêu cầu, đặc biệt chế độ hỗ trợ lái xe ADAS vượt trội so với các dòng xe phổ thông trên thị trường, anh nói. Anh Trúc cũng cho biết là một trong những người đầu tiên nhận VF8, anh nhận thấy sau mỗi lần cập nhật phần mềm, chiếc xe ngày càng hoàn thiện, thậm chí là có thêm nhiều tính năng thông minh. Đồng quan điểm, thành viên cộng đồng VinFast toàn cầu Phạm Thanh Đông, Bạc Liêu trong bài viết tiêu đề đã đến lúc nói thật về VinFast, đã chia sẻ cảm giác sướng khi sử dụng hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS trên VF8. Xe đi đầm chắc tăng tốc rất nhanh lẹ, chủ động canh giữ làn, phanh tự động khi thấy nguy hiểm, đi bám giữ khoảng cách xa gần tùy chỉnh theo xe phía trước. Rất tiện khi đi quốc lộ, cao tốc, leo đồi xuống dốc, đặc biệt các cung đường quanh co. Anh Đông kể về trải nghiệm của mình sau hơn 30.000 km cùng chiếc VF8. Trong bài viết, anh Đông cũng đánh giá cao trải nghiệm thông minh chiếc xe mang lại trong quá trình sử dụng. Điển hình như trợ lý ảo VV được phát triển riêng cho các dòng xe điện VinFast với lợi thế am hiểu văn hóa bản địa và nhận diện tiếng Việt theo vùng miền. Đi xe điện công nghệ thông minh mang tới sự khác biệt. Lái xe chỉ cần gọi trợ lý VV, có thể điều khiển bằng giọng nói như tắt bật chỉnh quạt gió hoặc điều hòa, bật camera 360, lên xuống kính cửa, đóng mở cốp, đến tắt bật nhạc, mở đài FM, tăng giảm âm thanh, tìm dẫn đường, hỏi lịch âm, thời tiết, không khí, độ ẩm, giá vàng, ngoại tệ, chứng khoán. Và hàng loạt chuyện trên trời dưới đất khác, chủ nhân chiếc VF8 chia sẻ. Chi phí sử dụng rẻ, cộng đồng VinFast vui vẻ. Bên cạnh những lời khen dành cho khả năng vận hành và thông minh vượt trội của ô tô điện VinFast so với xe xăng, cộng đồng người dùng cũng chia sẻ chi tiết chi phí sử dụng để làm rõ lời giải xe xăng, xe điện, xe nào tốn hơn. Anh Giang Lê, người dùng VF8 cho biết dù được xếp vào phân khúc D nhưng VF8 có chi phí vận hành khá thấp. Trung bình tháng tôi đi khoảng 4.500 km, tổng chi phí tôi phải trả khoảng 5 triệu đồng, trong đó đã có 2,2 triệu đồng thuê pin, anh Giang viết. Nếu so sánh với dòng xe SUV cỡ D chạy xăng, chi phí nhiên liệu cho quãng đường 4.500 km mỗi tháng sẽ tốn ít nhất gấp đôi, tương đương trên 10 triệu đồng mỗi tháng. Trung bình xe DSUV tốn trên 10 lít xăng 100 km. Cũng theo anh Giang, xe điện có chu kỳ bảo dưỡng dài gấp 2,5 lần với xe xăng, đặc biệt xe ít chi tiết cần thay thế thường xuyên nên chi phí mỗi lần bảo dưỡng rẻ. Tôi vừa bảo dưỡng cấp 45.000 km với chi phí rẻ bất ngờ dưới 500.000 đồng. VinFast cũng nghiêm túc khi bảo hành cho khách lên đến 10 năm hoặc 200.000 km, dài nhất thị trường, và hàng loạt chính sách hậu mãi chỉ VinFast có. Anh Giang chia sẻ trong bài viết, là một bài viết đáng chú ý trong cuộc thi lái xe xanh, dinh rồng vàng, thành viên Tuấn Nguyễn, Hà Nội chia sẻ trải nghiệm của mình với tiêu đề xuống tiền mua VinFast VF9. Em cứ nghĩ là tiêu sản, anh ngờ lại nhận về rất nhiều tài sản. Theo anh Tuấn, ngoài chất lượng xe đã được khẳng định, chi phí sử dụng rẻ so với xe xăng cùng phân khúc. Điều giá trị nhất anh nhận được là những trải nghiệm đáng nhớ cùng cộng đồng người dùng VinFast nói chung và VF9 miền Bắc nói riêng. Đây đều là những thành viên văn minh, lịch sự và nhiệt thành lan tỏa lối sống xanh. Còn với anh Trúc, thành phố Hồ Chí Minh, trong những cuộc gặp gỡ với bạn bè, câu chuyện về xe điện luôn là chủ đề được mọi người quan tâm. Chính anh đã lan tỏa lối sống xanh tới mọi người khi thuyết phục bạn chuyển từ xe xăng sang xe điện thông minh, thân thiện với môi trường. Một người bạn của tôi đã quyết định mua chiếc VF9 Plus, anh Trúc vui vẻ cho biết. Mỹ, lượng mua xe hybrid tăng vọt. Mặc dù doanh số xe điện vẫn tăng nhưng tham vọng chuyển đổi từ động cơ đốt trong sang hoàn toàn xe điện của ngành công nghiệp ô tô vẫn còn xa. Người mua xe đang có xu hướng chấp nhận một công nghệ đã có từ khoảng 25 năm trước, công nghệ xăng điện hybrid, chuyển đổi giữa năng lượng đốt trong và pin để tối ưu hóa hiệu suất. Cho đến nay trong năm 2023, người Mỹ đã mua hơn 1 triệu xe hybrid, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù doanh số bán xe điện sắp đạt kỷ lục hàng năm là hơn 1 triệu chiếc trong năm 2023, nhưng tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước đã bắt đầu chững lại. Xe điện chiếm khoảng 7% tổng số xe ô tô được bán ở Mỹ. Sự giảm tốc này khiến các nhà sản xuất ô tô lo ngại rằng sự quan tâm của người mua đối với xe điện đang giảm đi. Một số công ty đang cắt giảm sản xuất và giảm bớt kế hoạch xây dựng nhà máy pin mới hoặc nhà máy lắp ráp.
Các lý do tại sao xe hybrid nhanh chóng trở thành lựa chọn ưa thích của nhiều người mua. Chúng đa dạng, không bị hạn chế về sự khan hiếm của các trạm sạc cho đến nhận thức rằng xe hybrid mang lại nhiều lợi ích tương tự mà không gặp phải những phiền toái của xe điện. Ford, hãng xe số 2 về doanh số bán xe hybrid sau Toyota, dự kiến sẽ sản xuất đủ nhiều xe hybrid để đạt mục tiêu tăng gấp 4 lần doanh số bán trong vòng 5 năm. General Motors đã bỏ hầu hết mảng các mô hình xe hybrid ở Mỹ 4 năm trước để tập trung vào xe điện, bây giờ đang xem xét lại khả năng đưa chúng trở lại. Trong khi đó, các khảo sát cho thấy người tiêu dùng vẫn còn lo ngại về phạm vi lắp đặt của các trạm sạc hoặc giá bán của xe điện, thậm chí đã tính đến các khoản khuyến mại thuế mà chính phủ liên bang cung cấp cho việc mua xe điện trong nhiều trường hợp. Ivan Drury, một giám đốc tại trang web autosmn.com, nói xe hybrid tiêu biểu là lựa chọn hợp lý nhất với đa số mọi người. Tôi nghĩ bạn sẽ thấy rằng mọi người không muốn đối mặt với sự phiền toái hoặc khó khăn của quá trình sạc điện. Mặc dù xe hybrid vẫn phát ra một số lượng ô nhiễm từ ống xả, nhưng vì chúng tiêu thụ ít nhiên liệu hơn so với ô tô chỉ trang bị động cơ xăng, nên lượng khí thải của chúng ít hơn. Hơn nữa, giá mua của các xe hybrid tương đương với các xe xăng và thường thấp hơn đáng kể so với các xe điện tương đương. Bảo vệ môi trường, sự lan truyền của cháy rừng, sóng nhiệt đới và có nhiều cơn bão mạnh mẽ hơn đã khiến nhiều người coi biến đổi khí hậu như một khủng hoảng nghiêm trọng. Một khủng hoảng mà họ có thể giúp giảm nhẹ bằng cách giảm lượng nhiên liệu thải carbon. Mọi người muốn tham gia vào việc bảo vệ môi trường với ý tưởng giảm lượng carbon. Tôi nghĩ rằng xe hybrid đáp ứng điều họ đang tìm kiếm, Jack Hollis, người đứng đầu bộ phận bán hàng và tiếp thị Bắc Mỹ cho Toyota nói. Giá giảm thấp hơn. Giá của xe điện đã giảm, chủ yếu là do các khoản khuyến mãi về thuế và giá của Tesla, hãng xe điện hàng đầu trên thị trường cũng giảm. Tuy nhiên, chúng vẫn đắt hơn so với xe hybrid hoặc xe xăng. Tại Mỹ, sau khi đạt đỉnh gần 63.000 USD một chiếc vào năm ngoái, giá bán trung bình của xe điện Tesla giảm xuống chỉ trên 60.500 USD vào tháng 11, còn giá trung bình của một chiếc xe hybrid đã ổn định ở mức khoảng 42.000 USD. Một chiếc hybrid điển hình có giá cao hơn một chút so với phiên bản xăng tương đương. Ví dụ, một chiếc Toyota RAV4 Hybrid với hệ thống dẫn động 4 bánh có giá khởi điểm là 32.825 USD, cao hơn 1.600 USD so với phiên bản xăng tương đương. Cụ thể hơn, cơ quan bảo vệ môi trường cho rằng mỗi người sở hữu chiếc CR-V Hybrid lái 15.000 dặm, 24.000 km mỗi năm sẽ tiết kiệm 450 USD mỗi năm so với mẫu xăng. Nhu cầu của người dùng: tôi sợ phải cắm điện mà không thể đi xa, tôi cần đảm bảo mình có một chiếc xe thoải mái khi đi và có hiệu quả nhiên liệu tốt, một người dùng sử dụng Toyota RAV4 Hybrid nói. Các nhà phân phối cũng cho rằng nhiều người mua Hybrid dường như đã nghiên cứu và biết rằng thời tiết lạnh làm giảm phạm vi hoạt động của pin xe điện. Các thử nghiệm được thực hiện tại Na Uy, nơi gần 80% xe mới là xe điện, cho thấy xe điện mất từ 10% đến 36% dung lượng pin của họ trong mùa đông. Trong cuộc khảo sát độ tin cậy ô tô của mình trong năm 2023, Consumer Reports phát hiện rằng các mô hình xe hybrid là hệ thống năng lượng đáng tin cậy nhất trong ngành công nghiệp. Xe điện không đáng tin cậy nhất. Consumer Reports nói rằng các xe điện chứa công nghệ mới gặp sự cố nhiều hơn, còn các xe hybrid thì ít. Với các xe hybrid được bán ở Mỹ trong hơn 2 thập kỷ, các hãng sản xuất đã có thời gian để hoàn thiện kỹ thuật và cấu trúc của các xe. Nói chung, các xe đã được sản xuất trong thời gian dài hơn sẽ đáng tin cậy hơn, Rick Fisher, chuyên gia về xe của Consumer Reports cho biết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Rất mong các bạn hỗ trợ kênh bằng cách bấm đăng ký kênh, bật chuông nhỏ ở bên cạnh để nhận các clip mới hàng ngày. Bấm like và comment ở bên dưới video. Chúc các bạn lái xe an toàn và luôn gặp mọi điều may mắn trong mỗi hành trình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.